Đó, ca ghê đó nha mày. Lúc lúc hả mày, lúc hả mày. Ui. Đến hàng này ra nó ăn màu cám các bạn ơi. Câu cá thường xuyên ở đây là hướng Miễu Đại Càng nha các bạn. Miễu Đại Càng này đường xe đồ mình chạy tới rồi luôn ha, có rất là nhiều người anh em đồ đi câu cá ở đây đó. Đó có cần Thủ Chung đang đi đắng, mình chắc có sẽ lẽ là mình sẽ dừng lại ở đây câu á để cùng quay vui được cho anh em được coi ha. Đó là gần sông, rất là rộng lớn nha. Rồi xin chào các anh em nha. Rồi, hello, xin chào các bạn và các anh em ha. Hiện tại được đang chuẩn bị xuống cục mồi đầu tiên. Hôm nay nó màu cám. Nay có chung với sư phụ thầy Kẹt đó. Hôm nay mình đi câu sông. Đây hướng vô me Miễu Đại Càng ha. Rồi sẽ xuống cần thôi nha các bạn. Cục mồi đầu tiên của mình ha. Chưa chú ơi, nó biến luôn rồi chú. Mới đây nè. Đâu? Mới đây nè. Mới ngậu đó hả? Mới đứng đây câu nè. Phải không? Bình Nam phải không? Phải. Hả? Rồi, sẽ xuống ngoài lại thôi các bạn. Đó, ca ghê đó nha mày. Lúc lúc hả mày, lúc hả mày. Ui. Đến hàng này ra nó ăn màu cám các bạn ơi, màu giới của mình nó không có nhạy bằng nha. Màu cám. Qua đó. Rồi sẽ lâu nó vô thôi. Đó các bạn. Sẽ gỡ nó thôi. Thầy bữa nay rảnh hả thầy? Bữa nay thầy rảnh hả? Câu tới 11 giờ con cũng tới 11 giờ rưỡi con cũng về đi làm, ăn cơm nước đi làm. Thôi cái nào xuống dưới ao lỡ đi ngon lắm. Ở mấy cái ao lỡ mà cũng có điểm mới nữa. Câu dính, hôm qua câu dính được 2 cái chép. Dạ. Bự gì nè. Cá rô, cá kê, nhóc có chừng nhất là cá rô, quá nhiều. Ồ. Nắm hầm lỡ đó mà hầm bên đây mà. Nước cái này lên cao quá, không biết lúc không. Không, có chỗ mình ngồi. Chạy đã ở đó cá chép không à, cái hầm nó gọi là hầm chiên cá chép không, chiên chiên cá chê không. Ừ, ngộ lắm. Ngộ thiệt, chiên mé ăn chiên cá dồ không, dồ nó lớn con. C
sớm giờ dính rồi, mới con cá giò hả Hoàng? Nay ra đây chú Kiệt rồi các bạn. Đi đam mê câu cá thường xuyên. Nói chung là thầy trò ai cũng có ngành nghề hết. Thầy thì bên thầy giáo, mình thì bên y tế. Câu thì đam mê chơi. Mỗi lần dính con cá mè lúi ở đây nè thầy. Bánh kilo. Kì câu 2 cân nha các bạn. Cầm cá. Đây cho bạn là xem chơi. Nãy có hai người á, hai chú này cũng đang đi kiếm chỗ câu, mới nó đứng lợi dùm giờ mình á chú. Hai tướng đó, đó. Chạy lại ngay chỗ anh Trung mới đứng đẳng luôn. Chú đang xử mồi các bạn, giữ mồi câu cá chép, cá sông. Dính. Rồi dính gì rồi? Dính góc gì ta? Trời. Lúc phao luôn. Thiệt là dính góc gì dữ rồi. Cái đồ dính cá bự mà gì chắc đã dữ cái thầy á. Còn đấy con bệnh lên luôn chứ sao lấy lên được. Lấy đồ móc móc lên cho nổi ra nó rứt rồi. Nó sâu dữ lắm sao mà thấy được. Đầy móc rồi. Mưa lâm râm nha các bạn, trời nắng mưa lâm râm. Càng nhiều càng. Mình thấy nhiều con cá. Nhấp ta, nhấp. Chưa có lúc. Đó. Dính chạy hả mày. Ôi. Đó. Chạy hả mày. Cái chơi tiếp tục nha các bạn. Cái chuyến này chắc anh em kêu mình rất là thánh cái chơi. Củ củ mà nó ăn cái ghê. Ăn hả? Còn mà sao cái nhỏ sao quất hai lần mà nó thì lắc nó ăn hai lần. Bữa ông anh nó giật dính cái gâu con tôm nè.
Trời, nó bánh bông lan ăn đó hả? Rồi vô câu đi đem bánh. Không không chú. Bánh rồi vô thùng nước đá này. Cà phê nữa. Quá chuyên nghiệp đó các bạn. Được, sẽ đổi qua lỗ khác với các bạn, móc lỗ khác câu ha, hết trăng rồi. Này cũng lâu, đây là hướng vô me mới ra càng nha các anh em, xe rồi đi tới luôn ha. Thủ chung đang đứng đắng à. Dài nó mấy trăm mét thôi mà. Chiều nay con chật rồi chú. Rồi cá nó mới ăn nẩu phao lên luôn giờ chìm. Vô lại. Nhấp nhấp nẩu phao luôn. Chiều nay không chật con đi ra với chú rồi. Kỳ ta. Hết mọi mới ăn hai chung con dạy chú kìa coi, ngồi chơi chú kìa coi, dạy sữa mới in đó. Bây giờ các bạn ơi, dạy có một chuyện.